Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Super Channel. Ngày hôm nay thì mình sẽ lên rừng đi cùng với cái ông chú kia để đào một cái củ khoai. Theo như mô tả thì nó khá giống là củ mài ở Việt Nam. Và mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái hành trình đi tìm cái củ khoai. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Trên đường đi thì bây giờ ghé vào tiệm cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm và nước. Chú này thì chú hút thuốc, chú mua cả thuốc nữa. Sau khi đi được hơn một tiếng đồng hồ thì bây giờ đang dừng lại ở cái khu vực này để tìm kiếm thử coi là có không. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi với mình nha. Đây là đồ nghề, còn có cái dao này để cắt cây, cái thuổng này để đào là chính với hai cái xẻng. Đại ca này đang đi vừa phát hiện ra cái cây đấy và bây giờ sẽ lần theo cái gốc của nó ở đâu, sẽ tiến hành xử lý. Thì bây giờ sau khi đã phát hiện ra cái cây này thì bây giờ bắt đầu là mình sẽ đào ở đây. Còn chú này chú sẽ đi kiếm thêm một cây khác để chú đào. Đào này rất khó luôn các bạn. Đó, củ màu trắng kia bây giờ đào xuống sâu nữa. Vừa nãy mình đã bị cắt nó rồi. Nó từ đây này mà xuống tới cái đoạn trắng đấy thì nó bị cắt mất. Bây giờ qua thăm ông chú ông đào tới đâu rồi. あれ、ルーターあそこにある。はい。わかる。あの、ここ見てんの。はい。深いな。どんぐらい降った？もっと。 Sau gần một tiếng hì hục thì đào được cái cây mà nó bị đứt mất một đoạn rồi. Rất là tiếc. Nhưng mà vì nó quá sâu, các bạn nhìn thấy không? Mình đã đào bị đứt mất hai khúc. Ở dưới vẫn còn nữa. Nhìn là thấy nó sâu cỡ nào rồi. Đó, sâu lắm. Đây, sau khi đào cái hố đó xong thì đã lấp lại. Ở dưới đây thì chú kia chú cũng đã lấp lại rồi. Đây là cái hố chú đào. Đây là củ khoai, cái rễ cuối cùng này. Củ này thì bé bằng 1/3 củ của mình thôi. Đồng chí này vừa phát hiện ra một cây
và đang đào nhưng mà có vẻ đã bị mất dấu vết. Bây giờ phát hiện ra một chỗ mới thì chú kia chú đang đào phía trên kia, còn mình thì lại ở cái chỗ dưới này. Đây đào một cái hố nó đã sâu khoảng tầm 80 cm. Cái đây là cái đây là cái củ của nó đây. Bây giờ đào xuống dưới sâu lắm nhưng mà tạm thời không có cái thuổng nên không đào được. Cái xẻng này thì không thể lấy ra được vì nó quá to và cái lỗ này thì quá bé. Ông chú kia cũng kêu là lúc còn trẻ đào một ngày có khi được 8 củ, một củ to bằng cái cán xẻng này này. Cái loại đấy là lâu lắm, phần nó sâu tầm có phải 2,5-3 mét đấy. Bây giờ mình đào đến cái thứ hai là mình đã thấy mệt phờ rồi. Mỗi lần chỉ mang được có tí đất lên. Cái củ này thì không biết ở Việt Nam có không ta. Mình nếu không nhầm thì chắc đây là củ mài của ngày xưa quá. Củ này thì chắc chế biến là luộc hay làm gì không biết. Mà nghe gọi củ mài chắc mài ra rồi ăn quá. Đang mệt phờ ra rồi. Cái hố thì rất là sâu mà. Theo như ông chú này chỉ cho mình là cái cây này ấy, nó là dạng dây leo. Cái đốt của nó càng dài ấy, thì là củ nó càng to. Mà cái cây mà nó, cái củ mà nó mọc trong bóng râm á thì nó sẽ to, còn củ mà mọc ở ngoài nắng, ví dụ chỗ này trống trống chỗ này thì củ nó sẽ bé. Nói chung là đào này khá là vất vả luôn. Có vẻ như sắp đào xong củ này rồi các bạn. Theo như chú này chú nói với mình là cái củ này sẽ rửa sạch và mài ra trộn với cơm ăn, rưới xì dầu lên bán ở ngoài tiệm, ngoài chợ, siêu thị thì nó bán rất là đắt, khoảng tầm cỡ 1,5-2 triệu một củ, còn nguyên không bị cắt. Bao giờ thì kinh doanh đã lấy được rồi các bạn. Bây giờ hãy cùng xem nó to như thế nào nhá. Đây, đây là thành quả. Củ này cũng thuộc dạng là khá to đó các bạn. Ngày xưa mà nghèo đói mà đi đào củ mài ăn thì các bạn thấy nó khổ như thế nào rồi.
Sau khi đào xong thì chúng ta lại lắp lại hoàn trả như cũ. Và bây giờ lại đi lên thôi. Bây giờ cũng đã trưa rồi, sau khi đào được khoảng 4 cụ thì bây giờ đang kiếm đường ra nghỉ thôi. Bây giờ đang phải băng rừng. Sau 3-4 tiếng đồng hồ đào thì được thành quả là cái này đó. Đó nó bị cắt đứt mất hai đoạn. Đây. Rồi vậy chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Mệt quá bây giờ phải nghỉ ăn trưa thôi. Đi từ lúc 8 giờ cho tới bây giờ là khoảng 1 giờ rồi. Chào các bạn. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.